rồi mình đi chạy cường danh, lúc đó thì mình sẽ trở thành một người phạm tội. Thế cho nên khi mà bước vào cái chủ đề của đây là kinh nghiệm con thống này quý vị, kinh nghiệm con thống là nó xử lý trong 1.700 đô. Có nghĩa là cái này ngày xưa đó là nó có ý định là trả cho chị Hạnh Bình Dương đó, nhưng mà thông qua cái miệng của thằng đại gia đó, thằng đại gia nó bảo thâu hóng thôi, bây giờ mày giữ lại đi, bây giờ mày mà mày trả đó là bao nhiêu mạnh thì quân khác người ta cũng đòi, thì thâu mày giữ lại đó đi. Đây là chính lời của đại gia nói, đúng không? Cho nên vô hình chung đó là nghe thằng đại gia nó dẫn dắt tầm bậy, cho hóng bây giờ đang vi phạm pháp luật, đang gọi là trở thành một trong những con tội đồ trong mắng thiện nguyện đó ha. Đó, cho bây giờ đây là một trong những cái nó kinh nghiệm đó. Trời ơi, bây giờ nó thật sự bây giờ là người ta gọi là cái gọi là một trong những cái tri kiến người ta đi, bây giờ không có chơi yếu kinh nghiệm nữa đấy, tất cả người ta chơi bây giờ là tri kiến hết trơn đó. Mày bây giờ còn đi dùng kinh nghiệm mà lẩu thần, lẩu thần ra rút kinh nghiệm 1.700 đô là bị là cái như là đài già bắt đầu là giảm dắt. Bây giờ lên nó chờ, chỉ cần mình mà bị người ta giảm dắt là nó sẽ vi phạm pháp luật. Luật gì mày? Mày cố tình mày lao cái đầu máu mà vô đấy, mày nghe lời thằng đài già chứ mày không nghe lời nó thì dễ chi, nó dễ chi mà mày bị chữ đó không? Mày mà mày trả 1.700 đô của người ta đó là bây giờ cái tên tuổi của mày sợ cũng chẳng ai mà động tới đâu, do mày muốn làm nói, mày muốn làm chị đại à, mày muốn là người ta réo gọi tên mày để cho mày được nổi tiếng thì thâu nó thật sự à, mình làm theo lòng người thôi quý vị, mình là người của công chúng mà, người mình làm người của cộng đồng mạng mà à, bây giờ con hóng nó muốn nói, con hóng nó muốn được cả thế giới biết nó là một con ăn giật, ăn chặn, ăn cướp 1.700 đô của Mạnh Thường Quân, thì chi bằng bây giờ mình lại gọi là đáp ứng yêu cầu của nó, đúng không? À, đụng tới nó là nó hăm dọa ghê không? Nó bảo rằng chị Hà mà lên tiếng là đồ, mà tôi cũng chẳng biết chị Hà, nghe nói chị Hà, tôi cũng chẳng biết chị Hà nào. Yeah. Mày lên mày hăm dọa mày làm rồi, mày cứ mày đăng lên đi. À, tôi nói quý vị bây giờ đó, tôi nói ngày mai tôi đăng cái hình mà sexy con hóng mà ngày xưa nó ở chung với khách sạn của ông bạn tôi đó, tôi đang ví dụ vậy. Thì tôi vẫn có hình tôi đăng vậy thôi, đó hả? Tôi đưa một cặp nam nữ đó nó đang ở trong khách sạn, tôi caro hết cái mặt lại, tôi bảo đây là hóng tặc thì nó cũng sầu đuôi làm sao nó biết được. Khán giả cứ thế mà cứ nghĩ rằng đây là hóng tặc thật sự, đó hả? Cái hình mà những cái hình mà xin thưa quý vị, bây giờ lên không gian mạng tìm nó nhiều lắm, đủ tất cả các loại hình, à, đủ tất cả các kiểu luôn. Bây giờ cái thời kỳ nào mà lên mà hăm dọa tàu lao con bay dơ thiệt. Này Minh Tuệ này, em không rất là cân nhắc. Tại sao mấy ngày vừa rồi quý vị biết em rất là ít lên clip? Bởi vì em phải nghiên cứu. Em nghiên cứu, em theo dõi. Cũng như là mày chẳng có mà trời, mấy ngày qua mà nhục mà không còn chỗ lớp mà bày đặt em nghiên cứu. Bị chữ mà nó thật sự nó không còn cơ hội ngấp đầu lên mà phải nghiên cứu. Mà nghiên cứu chỗ chui vậy hả? Mày có đi nghiên cứu chỗ chui thôi chứ mà nghiên cứu chỗ nào? Cái chỗ ông Minh Tuệ không có gì phải nghiên cứu hết trơn đó. Ông cũng đã đi nay là 6-7 năm rồi. Đã mừng nho cái đợt này đó, là YouTube nó bu vô nhiều quá, nó quay nhiều quá, bắt đầu là có cái trên nó hót hót xíu, cao lắm. Ông nói một thời gian như con bé Từ Lam ngày xưa, ở rồi cái đường ai cũng nấy làm thôi, đúng không? Chứ cái gì mà nghiên cứu? Cái câu chuyện ổng thì bây giờ nó thật sự ổng đi khắp thực chỉ nhận thức ăn không nhận tiền, à, không có giảng pháp mà đi đang đi hành pháp, à, không phải là người trong giáo hội nhưng mà được người ta đó là người ta kính nể vì cái lòng kiên trì của ổng, à, vì ổng có những cái mà cái hạnh tu là thật sự là cái thời buổi bây giờ là ít ai có thể mà kiên trì như ổng được. Đấy là từ đó mà thật sự nó nổi lên một cái trend. Chứ gì mà nghiên cứu? Mày mấy ngày vừa qua bị chữ như một con dòi, mày không có còn chỗ mà trú thân. Rồi mày lên bây giờ mà nói nghiên cứu, nghe nói một câu mà khoa học không quý vị. Mày nghiên cứu gì? Mày nghiên cứu tao lên tính làm một vố nữa hả? Giờ rớt 1.700 đô rồi chưa thỏa mãn hay tính lên nghiên cứu làm vố nữa hả? Đấy. Hay là vừa rồi đó vợ thằng Hưng Trầm nó phát hiện rồi, bây giờ mà tính là nghiên cứu mà hốt ai nữa mày? Hả?
Trời ơi, lên mà cái ông 70 tuổi mà dưới thống cũng là dạ anh ạ. Trời ơi, anh em gì ông ơi, cố thiệt, nó đáng tuổi cha mày anh. Trời ơi, mày phải xem là chú, những người mà tuổi mà tầm cỡ 70 trở lên là đáng tuổi cha mà hết rồi hả ơi. Anh gì mất dạy đó con, là đụng đâu bà đó tàu lao. Anh có nồi ngồi có hướng, ngày xưa cha mẹ có dạy không kinh, ngày xưa cha mẹ có dạy là anh coi nồi ngồi coi hướng không? Đấy. Mình phải nói thật sự, mình phải xưng hô thế nào cho nó phù hợp. Đụng đâu cũng anh mày như là gái làng chơi thôi, mấy con gái làng chơi quá vậy. Cái ông mà râu tới rúng nó cũng anh, mà cái thằng mới đẻ ra mà chỉ cần có nhu cầu tới nó cũng gọi anh thôi. Cái từ anh là một trong những từ ngoại giao, mà ngoại giao đích lực mà. Cái từ anh đụng ai cũng kêu anh là chỉ có gái làng chơi thôi quý vị. Tôi nói thật sự. À, chỉ có gái làng châu là vô đó rồi cái đụng ai cũng kêu anh hết, gặp một cái thằng mà thiếu nhi cũng anh, mà gặp một ông già mà nó thật sự xách xuống lỗ cũng anh thôi, chứ nó đâu có biết là thật sự bây giờ tới cái văn hóa gái ngành là nó gọi như vậy đó, là anh hết trơn đó. Quý vị cứ đợi đi, có một mình anh Hữu là nó gọi bằng chú thôi, còn ai nó cũng gọi anh hết trơn. À, ông đài à, Hữu với đài à, anh Hữu với chú đài là nó gọi bằng chú thôi, còn ai nó cũng anh hết trơn. Trời, con này đa năng thiệt, tào lao cách xưng hô mà thật sự cũng chặt lắc rồi. Đặt nghiên cứu sư Minh Tuệ, Em phải có những cái suy nghĩ để mà cân nhắc rất là kỹ trước khi mà em làm về cái chủ đề này, quý vị ạ. Còn ngày hôm nay em nghe em nói thật với mày nghiên cứu cái gì? Ê, dạng đầu tôm mày bây giờ lên nghiên cứu chuyện Minh Tuệ, câu chuyện Minh Tuệ chẳng có gì phải để nghiên cứu. À, bây giờ là nhiều người theo dõi xem cái hành trình ông đi tới đâu, đi như thế nào, bây giờ cái trend nó cũng không còn nóng nữa rồi. À, chẳng qua mấy ngày vừa qua cái trend ông nóng nóng lên đó là do mấy ông sư, mà thật sự mấy ông thợ tu đó, rồi ông ganh tị ganh ăn tức ở, rồi thật sự ông lên đó rồi ông có những cái phát ngôn ở, rồi từ đó cái trend là cộng đồng mạng sôi sục lên, bắt đầu là mới là cái nó mới nổi trội như thế. Cái câu chuyện ông Minh Tuệ thật sự bây giờ nó cũng đã bình bình lại rồi, nó không còn một trong những cái câu chuyện hot rồi. Mày nghiên cứu, mày nhục, mày không dám lên mạng mà trốn chết con mẹ luôn, bây giờ lên nói một câu mà khoa học dở sợ ông trời ơi, tôi nghiên cứu à, mày nghiên cứu bằng Nga xin à. À, mày nghiên cứu thằng nào mà thằng A Xin nó nghiên cứu dữ không, mà ra đó phải mang đầu máu gì đó. Đó, thằng A Xin nó gì, nó live stream nói một câu thế này quý vị, nó trời ơi, trước khi mà xưng nó Minh Tuệ mà nói là cái như là khuyên bà con Phật tử đừng có buông theo đó, là sư Minh Tuệ cứ nhìn thẳng vô mắt của A Xin. Tao nói thật sự A Xin, nếu mà gặp tao là bữa đó con mắt mà tao dùng cái chó ăn rồi, chứ ngồi đó mà nhìn thẳng. Mày đi quấy rối người ta, mày đi gây chuyện đó, cái người mà có lỗi là mày, cái bữa đó là mày là cái thằng có lỗi chứ không phải là cái người kia. Khi sư Minh Tuệ bắt đầu là ông xin ông để ông phát ngôn để ông có ý kiến để gửi đến cộng đồng, à, mong rằng cộng đồng đừng có theo, à, đừng có lo mà phận ai nấy về nhà nấy để mà lo cái tập trung kinh tế cái đồ đó. Thì thằng A Sinh đó, nó cầm cái máy nó tới trước mặt của sư Minh Tuệ, bắt đầu là nó chĩa vô, nó quay cái mất dạy mày, quay cái mất dạy cho nên cái thằng mà thằng bên cạnh cái thằng áo trắng đó, đã hai đứa mà nó dinh dinh cái mặt lên đó, là cái thằng kia nè, đã cái hình thumbnail cho quý vị thấy rồi đó, là nó tới nó đẩy A Sinh ra không cho quay cái kiểu mà quay mất dạy như vậy đó. Rồi A Sinh nó tức, A Sinh nó tại sao anh là cái gì mà anh xô đẩy tôi. Thật sự nó chưa mất mày một chân nữa là mà làm may rồi, chứ mày đã thoát một chân rồi còn cái vớ dặm hổ báo cáo chồn, mà quay một ông sư mà chỉa sát mấy trong mặt của ông mà quay thế đó, thì người ta không gạt mày ra thì để cũng uổng quá đó hả. Lên còn hỏi vì sao này, tao ơi, nếu như tao là mày thôi tao lãnh lặn mà tao sập cái mũ xuống tao đi rồi, mày không biết mắc cỡ là gì hết trơn đó. Giờ gặp con em gái mày nữa, nghiên cứu dữ chưa, rồi mấy ngày vừa qua nghiên cứu tới đâu rồi đó.
mấy ngày vừa qua nghiên cứu rồi, phải nghiên cứu vụ 1.700 đô em hóng cho quên vụ 1.700 đô là buồn lắm à. Em phải làm thế nào cho vụ 1.700 đô nó luôn luôn sôi động, hiểu không? Cái vụ 1.700 đô nó phải là thật sự đó, nó phải sống động lại lại là em mới có cớ mà em lên em gọi là em quậy được, em quấy được ngân hóng. Thế còn bây giờ em đã chìm 1.700 đô là sai lầm của em đó, mặt đẹp gái quá mà đó, mang cái mặt lên đó rồi cái quảng cáo 1.700 đô, trời ơi bây giờ thằng chồng của mày nó thấy cũng một cái thằng cũng là bay dơ thiệt. 1.700 đô nó mua cái bộ tâm lơ của nó mà thật sự nó để cho mày bị cộng đồng mạng chứ như một con dòi, quá nhục. Có một con vợ như mày, thật sự như tao đó, mà có một con vợ như mày chắc ăn là thật sự tao ra đường tao phải mang mo câu thôi, được không? Phải mang mo câu thôi, thật sự không dám mà mang cái mặt cầm ra đường đâu quý vị. Người ta cười trong mặt, tại sao mà để một con vợ mà đi ăn giật ăn dập như vậy? Mà tiền đó là tiền nhân, tiền nghĩa, là tiền của mạnh thường quân, tiền của người nghèo, một cái đồng tiền nó vô cùng ý nghĩa. Mà để con hóng đi ăn giật như vậy, để con vợ mình ăn giật như vậy thì còn cái thớ thống cống rảnh nữa quý vị, đó không? Nhà phải có nắp, không có thở thấm cống rảnh mà để con vợ mà nó ăn giật như vậy, mà thằng chồng gọi là cũng dìa nó năn nỉ là cũng là lơ lơ. Vì là em rất là bức xúc thằng Lâm, bởi vì nó lên nó chửi sư Minh Tuệ, nó lại dám đi cổ vũ cho cái luận điệu của cái ông cái con này lên giận giết dư luận à, nó muốn mượn tay gọi là mượn đao giết người đấy, nó muốn mượn mấy cái người đó à, mà bên nó mà đang ủng hộ sư Minh Tuệ là vô tấn công Lâm TV2. À, mà phải nghe cho rõ ràng đó là Lâm nói như thế nào. Lâm đang nói là nói những cái kẻ mà chầu rìa bên cạnh à, những kẻ mà ăn theo đó. Hôm nay là xuất hiện mấy cái kẻ mà gọi là cái gì, cái đạo mới, đạo đề đồ gì đó quý vị, cái đạo đạo gì, đạo nhân quả như rồi đó à, xuất hiện cái thứ âm binh đó nữa vô đó à, mấy cái đồ đó thì phải chữ tan nát lên chứ đỡ làm gì à, đạo nhân quả gì, đạo nhân quá gì mà bây giờ đi chuyên truyền sách từ lưa hạt me đó, mà cái đạo gì nhà nước chưa cho phép mà vô đó gọi là quảng cáo ầm ầm vậy đó. Tôi nói bây giờ cũng phải là chính quyền cũng phải vào cuộc mà bắt cái loại này mà cái là điều tra xem nó có cái ý đồ gì hay không. Đạo nhân quá gì đâu mà xin thưa quý vị mà bây giờ mà tràn ngập vô đó, đó rồi để mà có những cái chiêu trò cực kỳ thật sự phản cảm đó. Không có cái đạo nào mà thật sự quý vị mà cái bây giờ đó à, mà cái sách là mình viết mà đỡ tên người khác vô, có nghĩa là cái đạo này cũng đang mượn cái hơi của ông Minh Tuệ để mà lan phó lên cộng đồng thôi, để mà thật sự để mà gây cái sức ảnh hưởng thôi. Thấy cái con kia lên nói có thấy tào lao rồi, con đã nói thật sự quý vị chẳng giống ai rồi. Vậy mà đời bày đặt đi gọi là đi lôi kéo người ta, mình không có trình độ sao lôi kéo người ta được vô đạo, mà cái đạo đạo tào lao. Cái đạo này cũng giống giống như đạo lạ ngày xưa đó, cái đạo mà trầm khen trắng rồi bắt đầu nó rung rung rồi cái, nhưng mà là ấy đó. Ngày xưa cũng có một cái đạo mà cái như là công an cũng hốt rồi đó quý vị, trầm khen trắng rồi cái là cúng cái đạo, đạo gì tôi quên tên đạo rồi, trùm khăn trắng rồi cái uống ba cái nước gì đó vô đó, đó rồi cái ngu người ra gì đập bàn thờ, đập cái như là nó thật sự bàn thờ mà ông bà cũng dở dục hết đó. Đấy đó đạo gì, đạo Thiên Chúa Chúa Trời rồi đó, biết là cái đạo gì tôi quên nó tên đó. Ê, Đức Chúa Trời Mẹ gì đó, cái đạo mà cái như là ngày xưa không rõ, chung là tôi không rõ cái tên, chung không nhớ cái tên, mà nhớ cái hành vi là gì, là dở bàn thờ của là ông bà tổ tiên đó, đó rồi dở rồi dục hết lư hương bát nhang nó đập tan bàn tế bệ hết trơn đó. Đó đều không biết cái đạo, mà cái đạo nhân quá này đó, đó rồi nó cũng có tương tương kia không, chứ tôi thấy hành vi của mấy người mà trong đạo nhân quá này thật sự tôi thấy tôi gớm tởm. Người ta đi khổ hạnh, mình bây giờ còn bà nói một câu rằng bà không có phải khổ hạnh, bây giờ bà sung sướng đi, sung sướng không phải khổ hạnh, thứ gì đâu bó tay. Cái đạo đó bây giờ đó, cái đạo mà nhân quả bây giờ phải đưa con hóng vô nó mới ngon đó.
Đào đây là phải đưa con hóng vô cạo cái đầu nó thật sự nó láng như trái dừa khô của nó, rồi để cho con hóng nó lên nó diễn mới hay. Cái lưỡi con này nó cũng dẻo nhẹo đó. Đó, phải thu nạp ngay con hóng mà vô đạo nhân quả đây. Đó, để mà nó lên nó diễn. Chỉ có con hóng mà thật sự mới hợp cái đạo này thôi. Mày mày đặt đi đi nói câu chuyện của sư Minh Tuệ. Mày anh giật mày đâu có đủ tư cách. Mày đâu có đủ một trong những người mà cái tâm sáng đâu mà đi nói câu chuyện của sư Minh Tuệ. Thì anh giật của người ta thật sự không lo mà sám hối đi. Mà để chuẩn bị là nhận cái một cái kết quả của tòa án. Mà lên bày đặt bây giờ là đạo này đạo nó mày là cái tào lao đấy. Thì coi chừng người ta đạo nhân quả chứ mà dài nữa mà theo cái đạo dụ đó con điên. Đó, thưa quý vị à, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Chúc tất cả bà con trong nước có một giấc ngủ ngon lành, những bà con nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin bye bye, hẹn lại quý vị vào cái chương trình tiếp theo. Vui lòng cho Lam Thang Sài Gòn xin một like nha quý vị.